đây mình đang quay chỗ cái tượng đài của Bác Hồ, là mình thấy cái mực nước là ở ngoài đây nè, có thể là nó muốn cao hơn cái trong cái hành lang của hình tượng Bác. Ở đây vừa có cái hố nó phình, bây giờ nó ngang vô cái mắt trong cái như cái nền tượng đài. Nó không gãy lúc mấy ngày của chú chị. Thì không gãy nó qua ngập đây mấy bữa rồi anh kia. Chắc cũng cỡ 3 ngày nay không có ngập. Rồi 3 ngày nay hen, mà nó ngập liên tục là lên xuống là xuống là mấy ngày liền luôn ha. Dạ. Vậy là ngập ở đây đâu buôn bán gì đâu khu vực này nè. Dạ không, ngập lên đây đâu có bán gì được đâu, cao ngập cao lắm. Vậy hen. Chúng chị ăn sáng nha. Đây mình xuống bến kia bên kia. Mình sẵn về mình hỏi mấy cô với chị ở đây không gặp nước gặp là con ổn định buôn bán như thế nào nha. Cô ơi, cho tôi mì bò viên. Dạ. Chị đợi em 2 phút em làm xong tô này cái em qua em hỏi. Rồi ăn gì kêu gì ăn. Hủ tiếu mì nuôi lọt miếng. Trang nuôi rồi thôi, Trung Tình TV mến chào quý cô chú anh chị các bạn. Hôm nay Trung Tình rất vui gặp lại cô chú anh chị các bạn trên cái video là Trung Tình đi quay dưới bến Ninh Kiều của anh chị. Rồi mình cập nhật lại qua những ngày nước chiều cường nó lên ngập bến Ninh Kiều được rồi khoảng 2-3 ngày vậy. Nào cập nhật lại bà con dưới này tàu thuyền là bạc lộng đây, rồi bà con này dưới bến Kiều này buôn bán như thế nào nha. Nó thăm rồi chia sẻ gửi đến cho cô chị xem nước chiều cường đã qua rồi nha. Rồi ở đây dưới bến tàu có nguyên một đoàn tay khách du lịch quá trời đông của chị vậy. Hình như là khách này cái đoàn này xuống trải nghiệm dưới chào nổi cái căn về. Ồ, đa số khách Tây không. Rồi sáng mình xuống bến tàu mình quay dưới bến thuyền cho cô chú xem bao nhiêu màu vào mùa nước nổi rồi. Như là mình nãy cũng hỏi thăm gọi là cái nước chiều cường nước lên nó khoảng 2-3 ngày nay, lên khoảng cũng 2-3 ngày vậy đó, nó nước nó xuống rồi không chị, xuống ở đây cũng qua trải qua cũng 2-3 ngày rồi. Thấy mình hiện giờ mình thấy thấy khách du lịch bây giờ nữa ra rất nhiều nhé. Đây có chiếc du thuyền phục vụ cho khách xuống ăn uống như này của gì. Ở đây là từ Bắc Hồ bến tàu ra như bến Kiều này, dưới này là khoảng 2-3 bến tàu du khách này. Rồi, hiện tại giờ cũng có một chiếc thuyền đang cập bến của như vậy. Chắc chạy ngày đi cho nổi với cái răng chơi chắc là sớm về sớm. Dạ, chào chú đi chờ nổi cho nghiệm cho nổi chứ răng về hả chú? Đúng rồi. Dạ dưới lúc này như thế nào chú? Nói chung vui mà. Dạ vui ha. Dạ cái này thấy trái cây đồ buôn bán nhiều không chú? Nói chung là trái cây cũng mua chút thôi. Dạ dạ. Rồi, rồi. Cảm ơn chú nhiều nha. Dạ chúc dạ. Chú đi chơi, cô chú chơi vui vẻ nha. Chào bác. Bây giờ thôi mình lên dài lên dài lên trên bờ kìa, lên trên bờ mình hỏi thăm cô chú anh chị kìa, không ngại mấy đó
ví dụ nước ngập nha. Mấy bữa các bà con buôn bán như thế nào ở dưới bến Ninh Kiều này? Hình ở đây mình đang quay chỗ cái tượng đài của Bác Hồ, là mình thấy cái mực nước là ở ngoài đây nè, có thể là nó muốn cao hơn cái trong cái hành lang của hình tượng Bác. Ở đây như có cái hố nó phình, bây giờ nó ngang vô cái mắt trong cái tượng, như cái nền tượng đài này. Đó, không gà nước mấy ngày của chú anh chị. Nước cũng còn xếp xếp không vậy. Vậy nó rút rất nhiều nha, hổm nó lên tới đây là khoảng như là khoảng 4 là 5 tấc nước không gì. Nước là chiều kiện chiều cường dâng lên quá trời luôn. Thấy những đoàn xe các tỉnh từ Sài Gòn xuống đi xuống đây tham quan. Sài Gòn này đang cũng như cái của người nước ngoài không. Mình thấy nước nào có ngày hôm gài các bà con cũng ổn định lại buôn bán. Đây dưới con hẻm nè, hẻm này ở trong ra thì bà con cũng bán cà phê và đồ ăn sáng thế cũng rất nhiều. Ở đây giờ mình bán hủ tiếu, xương miến, nuôi, tinh lọt, hoành thánh, gà, heo, bồ nguyên, wow, 30-35k. Thôi giờ mình vô mình sẵn mình ngồi mình ăn người quê rồi mình hỏi thăm cái chị gái này coi mình thấy cái nước ngập không gài nước chiều cường lên thế nào không gài bà con ổn định buôn bán ra sao nha. Rồi chào ông gái, cho anh quay chia sẻ chút em gái. Ủa cái này có cái hàng mình bán đây bán ăn có món gì gì ăn ghê? Em bán mì, hủ tiếu, miến, nuôi, bánh lọt. Dạ, wow. Mình bán mình đây thấy có bán cho thịt gà, thịt heo hả? Ví dụ thịt gà, heo. Bò viên, bò thánh. Dạ. Có mình bán đây lâu chưa? Em bán 1 năm rồi. Tháng 5 hả? Bán ở đây không gì hả? Bán vô đâu nữa? Bán đây 1 năm nhưng mà bán cà phê mấy năm rồi. Dạ, yeah, bán cà phê lâu hơn. Đây có bán cà phê nữa hả? Có. Wow. Bán cà phê, tới 6 giờ dọn vô bán hủ tiếu rồi. Bán cà phê nay đi qua. Mình bán đây suốt ngày không hay là buổi sáng không? Em bán tới 12 giờ trưa nghỉ, tới chiều 3 giờ mới bán lại. Cũng bán món này nữa nha. Ăn uống nha. Hôm gài mình ở đây cũng nghe nói nước ngập chiều cường, hôm gài nó ngập như thế nào hả gái? Kể cho, chia sẻ cho bà con ngập lên ở xa bà biết được không? Ngập vô nhà luôn hả? Được không? Ngập, ngập vô ở đây, ngập vô nhà luôn hả? Wow. Vô nhà cỡ nổi gan tay luôn á. Ờ, vậy hả? Ở đây chèn vô nhà. Em nghe chưa? Dạ, dạ. Một nuôi nước chung, không ghen, không giao giá hả chị? Rồi bán nuôi hủ tiếu là đây là bán gà này, gà gì hả? Gà ta. Gà ba hả? Dạ. Có bầu nguyên nữa. Có dụm xương hả? Nhìn hấp dẫn nha. Đây chủ yếu mình bán cho chắc cho khách du lịch hả? Mình thấy này không có khách du lịch nhiều nên bán cho khách địa phương. Dạ. Có cái nước lên như hẩm mà như lên đường để lên chiều cường lên mấy bữa hả kia? Nó ngập không? Lên cũng 4-5 ngày nhé. Nó liên tục là lên nó ngập liên tục 4-5 ngày luôn hả? Ngập xong buổi sáng tới khoảng chừng 2 tiếng rút rồi tới chiều ngập nữa. Lên nữa? Dạ. Wow, khoảng mấy ngày luôn? Dạ. Wow. Vì hổng gậy nó qua ngập đây mấy bữa rồi anh kia? Chắc cũng cỡ 3 ngày nay không có ngập. Rồi 3 ngày nay hen. Mà dạ, nó ngập liên tục là lên xuống là xuống là mấy ngày liền luôn ha. Dạ. Vậy là ngập ở đây đâu buôn bán gì đâu khu vực này nè. Dạ không, ngập lên đây đâu có bán gì được đâu, cao, ngập cao lắm. Vậy hen. Có khi đợi nước rút thì mới dọn ra bán được. Hoàng thường giấc sáng mấy giờ nước nó mới dần lên kìa. Nước vô nhà tôi luôn. Bữa đầu tiên á là mình xét trời ơi trời.
4 giờ sáng hả? Mỗi ngày nó sẽ trễ hơn chút xíu. À. Rồi nó dâng lên ngày rút mà sẽ rút xuống mấy giờ? Dạ cỡ 7 giờ 8 giờ. 7 giờ sáng ha. Rồi, rồi chiều dâng lên nữa hả? Dạ. Trời nó có làm ngày hai cử hả? Chiều cỡ 5 mấy 6 giờ. Rồi dâng lên ha. 8 giờ 8 mấy. Rồi. Làm mấy ngày liền ở đây bà con không buôn bán thì chắc đạo đây chắc nương chạy hết quá. Dạ cũng chạy bình thường, tại vì ở đây cái đường nó thấp nên nước tràn vô thôi, còn ở dưới bến tàu thì không có ngập. À, nó cao cái đầu nó dâng lên đó cái nó tràn qua qua bên mấy cái đường ngà ngà đường ngút của đường thấp này. À. Có cái đường này đường gì hơn kia? Dạ đường Tân Chào. Đường Tân Chào ha. À. Có diện với cái bến tàu này, bến tàu. Ở đây là bến tàu thấp, bến tàu đi Chợ Nổi, đi Côn Đảo. À. Ủa đi gì ta? Chợ Cái Nổi Găng hả? Đi Chợ Nổi Cái Răng với đi cao tốc đi hình như là đi Cà Mau ha. À, qua đây có cái bến tàu đi xuống các Cà tỉnh Mau, rồi hả? Kiên Giang gì đó. À. À, như bến kiều này như mấy mấy bến tàu luôn ha, 2-3 bến vậy ha. Dạ 2 bến. Hai ba bến. Thường đang bán gì giá gì nhiêu một tô dạ, gì đó có 25-30-35 à, cũng hai ba giá ha. Dạ. À, tùy hay ăn thịt nạc với lại xôi với lại gà. Ừ. Gà thì 35. Dạ. Thôi giờ sẵn cho anh làm anh một tô luôn, tô xương đi. Dạ. Xương heo đi. À, hủ tiếu mì rong trộn luôn. Tiếu mì xương rồi. Rồi kệ okay, đứng quay luôn đi. Rồi xong món này giao cho khách ăn đây ha. Dạ. Ủa em bán đây em có ship đi vòng vòng đây không, hay là bán khách đến đây? Ship vòng vòng gần gần đây thì em ship, còn không thì cũng có bán trên app trên Grab. À. Ăn đó rồi qua cái bơ lại lấy. Dạ. À. Rồi có bán cơm gái này thấy cũng nhỏ nhỏ xinh cũng bán 2-3 bàn luôn vậy. Rất gọn nha. Ở đây có khách, thấy khách cũng du lịch thấy vậy ghé ăn hay gì ăn sáng. Cái mùa giờ thì tôi bỏ mì gói mì gói bạn gì đấy rồi bạn đủ luôn chứ không có. À, làm cho anh liều phơi đá đi. Yeah. À, ở này gì cũng phải trồng luôn vậy. Vậy chắc nhà ở quá. Rồi, mở quán bán phơi luôn ha, bán ăn uống luôn ha. Wow. Làm cho khách trước lần lát mà anh xong. Rồi mấy anh ruột là chắc đi khách ở đâu đi du lịch đây hay gì? Anh ruột. Ở đâu Hà Nội hả? Wow. Yeah. À, mấy anh đi chắc đi theo đoàn hả? Không, còn em chạy xe máy. Ờ, à, chạy xe máy thì xuống du lịch dài dài các tỉnh ha. Vâng. Rồi, đến đây còn đến đâu nữa không? Đi về Sài Gòn. Rồi, giờ đây giờ quay trở lại ha. Vâng. Dạ. Dạ, không có vướng mấy vùng dưới nữa ha. Rồi. Rồi, lên đây. Rồi. Rồi, chúc mấy anh ăn ngon miệng nha. Rồi, cho vui vẻ luôn. Cảm ơn. Dạ. Rồi có xem trên kênh, vô kênh Chung Tình Quê Tới Quê xem luôn nhờ trên YouTube. Kênh à, Chung Tình Tới Quê. Chung Tình Tới Quê. Dạ. À, có cái cô. Đây đây. Dạ dạ dạ. À, cô này cô sáng ăn sáng hả cô? Dạ. À, nhà cô gần đây không cô? Nhà ở đường xuống dưới Lê Tịnh. Dạ dưới tỉnh hàng rồi lên tới đây ăn hả? Dạ lên tới công việc ha. Tại vì nó bán ngon lắm. Dưới hàng trời. Wow, vậy là cô dưới được xuống dưới tỉnh đây dưới là cũng là cây ngoài 2 số à? Gọi cái chị gà em nhớ. Rồi quán này ăn ngon, có cô đây cô lên đây tới đây ăn. Lên tới đây ăn đơn bí mà nó ngon mà mối luôn, làm mối luôn. Dạ, ở đây là kêu bằng. Ai mà thấy tôi ăn lại ăn tiếp luôn nha, là ngon lắm. Đây mì trộn ha. Mì trộn. Dạ, mì trộn ăn á, gà với nem nướng ha. Dạ. Dạ cô dưới có buôn bán gì không cô? Dạ không, ở nhà giữ cháu ngoại à. Bữa nay cháu ngoại đi nhà trẻ rồi mới rảnh. Ờ và không cái vụ cái nước ngập nước triều cường lên á cô ở dưới cô có bị ảnh hưởng không nha cô? Có nước vô nhà. Nào nó cũng ảnh hưởng tới dưới luôn hả? Ở dưới luôn, cuộn luôn. Vậy sao? Cái hẻm đó là nó ngập nước luôn. Dạ.
Vì là cái đó dưới là ở dưới nó cần có con sông con kinh vậy không mà nó chạy xuống tới dưới con sông. Rồi dưới cô có con sông ha. Dạ. Wow, vậy là ảnh hưởng đa số là gần chắc gần cái con sông kinh nó chiều cường lên quá. Chiều cường nó lên cuồn luôn. Vậy ha. Qua ngày sau là giảm dần. Cái ngày đầu cũng nói là nó lên. Cái mạnh ha. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha, chúc cô ăn ngon miệng nha. Dạ. Dạ. Dạ có rồi. Dạ. Rồi lên mình nè. Mình quay chia sẻ cái con đường này coi không gài bà con bị thất thoát như thế nào. Trời ơi chị này chứ bán bánh tét hả? Wow, bánh tét Cần Thơ ha, Thí Hằng hả? Tên đẹp nha, bánh thấy bánh cũng đẹp nữa nè. Ờ, bên này bán chị đây bán bánh ít chứ bánh tét hả chị? Dạ. Wow. Này cho chị có nhà luôn hả gì hả? Chị lấy đi bán lại chị. Nhà ha, có nhà ha. Ủa xong ba để ngoài tứ đường ngoài bán. Nó thông thoáng hơn. Trời ơi. Nhà mà cho thuê rồi bán rồi vô đây hẻm bán. Ồ, làm nghề này bao lâu rồi hả chị? Rồi. À, đây mẹ truyền lại ha. Mẹ giờ còn bán không? Không. Giờ truyền lại ha. Rồi lớn tuổi rồi giờ truyền lại cho con cái ha. Ủa bánh tét mình bán như thế nào không kìa? Sẵn chia sẻ luôn. Rồi bán một đòn bọc đòn đó ha. Rồi bánh ít cũng như cái chia sẻ dễ ăn ha. Rồi cô chú chị có đi tiện xuống du lịch bến Ninh Kiều á, con chưa cũng chị muốn ăn bánh dân gian bánh ít bánh tét á, thì vô cái con hẻm đi vô bến tàu nè, vô hẻm gì nãy nói gì quên luôn nữa hả. Rồi vô hẻm là được Tân Chào nè, ở đây cũng bán rất nhiều món ăn cũng gì. Rồi thấy có mấy anh này hắn đi du lịch rồi ngồi ăn vui quá. Rồi chúc em gái và luôn bán luôn luôn đắt hàng nha. Rồi chúc anh ăn gian ngon miệng nha. Rồi đây thấy này nó bán trái cây mà nằm ngủ. Rồi thấy có cô đây có bán gì bán cơm sườn cái gì. Ở đây nói chung ra cái con hẻm này thì nói chung ra cái những cái cửa hàng thì là cũng nhỏ xinh thôi, cũng không lớn không nha, nhưng mà bán thì nói chung ra thì thấy một hai bàn khách ngồi la ga la ga vậy. Rồi bây giờ nãy giờ mình kêu cái tô ấy giờ tô thiếu rồi chưa vô mình nè, ví dụ giờ mình cũng hơi đói vậy ha, nãy giờ cũng có thấy có khách lại nhường cho làm cho khách trước. À, cái tủ sáng làm tủ ăn sáng trưng bày rất gọn gàng. Ngày em cái thấy nước hẩm nước lên rồi, thấy cái cá nó có theo không? Nó có theo màu cá không? Ở cái nước lên đó thường là mới năm nay mới lên hay là mấy năm trước thường nó có lên không cái? Dạ năm nào cũng lên nhưng mà năm nay lên hơi cao. Ờ năm nay nó hơi nhiều hơi cao chút ha. Tại không có mấy đường kia nó chèn qua đường này. Thường nước nó chèn nó ngập cái đường này là tháng nào không kìa?
tháng 9 với tháng 10. À, thường 2 tháng đó ha. Dạ. Chúng giấy cũng vài ngày thôi, cho lô lên nữa, đâu lên mấy tháng tới. Cuối tháng 9, rồi tháng 10 thường ngập. Rồi thôi giờ tôi tiếu ghé làm cho mình rồi, giờ thôi về mình dùng hết đi, cho cô chị biết món ăn ở đây bán như thế nào nha. YouTube đúng không? Dạ đúng rồi, YouTube á. Cứ mở hoài thấy hả? Dạ, mà vô sạch vô ca dạ video là chị Trung Tình TV. Trung Tình TV. Dạ, tìm kiếm á. À, Trung Tình TV. Dạ. Đó, giờ cho cô vô rằng là nó là đăng video những video sau là đăng lên điện thoại hết luôn. Dạ. Quay gì rồi, chừng nào nó mới phát. Dạ, chắc hai bữa nữa. Rồi thôi chương trình mời cô chú chị ăn sáng nha. Đây mình xuống bến Kiều Phi mình sẵn về mình hỏi mấy cô với chị ở đây đây không gặp nước gặp rồi con ổn định buôn bán như thế nào nha. Cô thường xem không? Cô thường ra xem YouTube không? Con tôi mới coi chứ đó. Vậy ha. Để hai bữa nữa hả? Dạ. Con thì quay cái kênh này quay chuyên về quay món ăn với cảnh chợ với cảnh này kia đó. Dạ, còn mà chuyện đó đây thì quay về hoàn cảnh. Có kênh chuyện đó đây nữa. Rồi giờ bán dầm thử cái nước này như thế nào có gì chuyện đó. Ok á. Ok ạ. Nước này nó ngọt. Ngọt từ xương dạ đúng rồi. Nhưng mà con ý con bây giờ muốn đậm đà sẽ xỉn nước tương cho một miếng nữa. Đúng rồi. Để ớt cay dữ được chứ. Ớt cay. Dạ. Ok, cay cay gì nó ngon. À, nước súp này ok cái gì? Nước súp này nấu lấy từ tinh khiết từ xương, thịt luôn vậy. Gà, dạ. Đậu bánh, gà, chị ra cái gỗ cái ăn biết. Dạ. Chị biết quán như bán ở đây món ăn như thế nào ha. Cô từ giờ được viết tỉnh dẫn cái này cũng đang mà cây giống gì. Cô ăn đây hồi mối luôn à. Nói gì? Nói chung bà quán ăn nó bán ăn đầy đẹp đó. Nhưng mà ở bán ăn ngon không? Mà thịt tươi mà ngon à. Ngon lắm. Dạ. Rồi, chạy xô. Dạ đúng rồi. Bán đắt mới được. Mà. Tại vì đâu có lợi gì. Mà quan trọng là một là dạ, một là mình lấy thịt tư, hai nữa là nêm nước ngon được. Lúc này chú Trang cứ xúc con này. Dạ, ok á. Hai cái tẩy bự, một ly trà đá bự. Một chai năm qua. Làm đá cũng tương tự đồng. Thịt tươi cái gì? Tao đi ăn trước. Anh nó chở đi ăn. Không có, nó xuống nó chở đi ăn. Nó chở đi ăn mà nó khoái mới vô mấy cái chỗ mà có máy lạnh đồ mà người ta vô người ta chào khách vậy nha. Vậy nè. Khách vậy đó. Tao làm ơn cho tao đi ăn bình dân đi. Khoái mấy chỗ được thử rồi hả? Trời nó sẵn trời. Con chở tại đi mấy cái chỗ này luôn mẹ ngồi ăn cơm thư giãn có máy lạnh được. Trời ơi. Nhưng mà người trong lòng tôi không có không cần nữa. 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 Không Trung Tình TV. Dạ.
dùng gà này mình sẽ bán. Dùng gà này là cái dạng kiểu khách du lịch, khách gà vô thường xuyên giá. Vâng, xong đó hả? Xong rồi. Dạ. Cho tôi mì bò viên. Dạ. Chị đợi em 2 phút em làm xong tô này cái em qua em hỏi. Rồi cô chú chị có xem được cái video này của chị ở dưới bên kia này, cô chị muốn quay ở khu vực nào á hoặc là ở đâu á thì cô chú chị bình luận ở dưới có gì mình quay chia sẻ cho cô chú xem. Ở Cần Thơ này nói chung là một nước nổi này thì chung ra quê bắt cá rồi mình rất nhiều, nhưng mà để mình cấp tiếp giúp mình quay một vài clip ở dân giả miền Tây trong nước mà chia sẻ cho quý vị xem. Nói một trên này nước ngập quá trời mà không có ship đến đây quay kịp quý vị. Bây giờ cũng qua mấy ngày đến đây mình quay bà con bây giờ qua cái thị trường nước lên đây bà con đây giờ bán cho lại như thế nào. Giờ mình cũng quay qua một hai đường cho quý vị xem đó, bà con ở đây bán được rồi cũng ổn định như vậy. Nhưng mà chưa biết khi nước đó là nước nặng đó. Giờ cho mình nãy mình quay ở dưới sông dưới bến này kìa, nước nó cũng xét dưới cái trên cái mặt mà cái hành lang đó nó không ngang nhau luôn. Thôi chương trình quay chia sẻ tới đây chương trình rất là kết thúc video này. Quý vị xem có thích thì mến chương trình thì nhớ cho chương trình xin một like và chia sẻ và cái nhấn chuông để thông báo ra video mới gửi đến cho quý vị xem. Còn một ngày mới xin chúc cô chị nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Thôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo.